Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 2019. Đây là chương trình học Phật cùng thầy. Tối nay chúng ta sẽ thảo luận một đề tài: công đức của việc phóng sanh và tại sao nên ăn chay phóng sanh vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Công đức của việc phóng sanh là vô lượng vô biên khó nghĩ bàn. Những bậc giác ngộ mới thấu triệt được nhân quả ba đời mới thấy được cái công đức của việc phóng sanh nhiều ít thế nào. Chúng ta chỉ luận bàn trên lời dạy của Phật và Tổ, không phải một cách ngẫu nhiên mà chư Phật, chư Bồ Tát đại từ đại bi cho đến những bậc chân nhân hiền trí, thậm chí một người có chút tình người thôi, đều khuyên con người nên sống có thương yêu nhau và hộ trì bảo hộ sự sống. Là bởi vì đối với đức hiếu sinh, mạng sống của con người là trên hết. Cho nên chư Tổ mới dạy ở trong Đại Trí Độ Luận rằng chư dư tội trung, sát sanh tối trọng, chư công đức trung, phóng sanh là đệ nhất. Tức là trong tất cả tội, sát hại là tội lớn nhất. Trong tất cả công đức, phóng sanh là công đức nhiều nhất. Mình là Phật tử, mình tu học theo Phật thì mình học theo cái tánh Phật ở trong lòng mình. Tánh Phật là gì? Đại từ đại bi danh vi Phật tánh. Kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 32 dạy như thế. Đại từ đại bi là tánh của Phật ấy. Thế nào là đại từ đại bi? Từ là giữ nhất thiết chúng sinh lạc, bi là bạc nhất thiết chúng sinh khổ. Làm cho chúng sinh được vui đó là từ, giúp cho chúng sinh hết khổ đó là bi. Thấy một con chim, con cá nó khổ, thả nó ra khỏi cái lồng, nó về với bầu trời, nó về với nước, với đại dương. Nó hết sợ, giúp cho nó hết sợ là bi. Làm cho nó được vui, nó được hạnh phúc, nó được trở nên tự do, thoải mái, đó là từ. Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Phổ Hiền, chúng sinh thương nhất là mạng sống, Phật thương nhất là chúng sinh. Nếu mình cứu được cái khổ đau của sinh mạng chúng sinh, đó là thành tựu được tâm nguyện của chư Phật. Có một cái giai thoại rất là thú vị giữa Hàng Sơn và Thập Đất. Hai người là hai vị tu sĩ điên điên khùng khùng, sống vào thế kỷ thứ 7 đầu đường của bên Tàu. Họ là những người mà người khác xem là điên khùng, nhưng họ sống như là bậc giải thoát trí tuệ. Và họ được coi là hai bậc hiện thân của Đại Trí Văn Thù và Đại Hành Phổ Hiền. Một hôm nọ, Hàng Sơn mới hỏi Thập Đất rằng phóng sanh có thành Phật không? Thập Đất trả lời: tâm của Phật vốn vô trụ, vô tâm, chỉ di lấy từ bi làm tâm. Nên cứu được cái khổ đau của một sinh mạng, đó là hợp với tâm Phật. Khởi một cái tâm niệm từ bi thương yêu, cứu cái đau khổ của sinh mạng, đó là tâm nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Hằng ngày bố thí, tăng trưởng lòng từ, niệm niệm thương yêu chảy vào cái đại dương của tự tánh đại từ đại bi Đức Quan Thế Âm, thì tâm mình tương ứng với tâm Phật. Tại sao không thành Phật? Tức là tu nguyện thành Phật thì đại từ đại bi là thượng thừa, và phóng sanh cứu sinh mạng là pháp tu, là cách để chúng ta tăng trưởng lòng từ bi tốt nhất. Đối với cái nhân quả hàng ngày thì phóng sanh cũng công đức vô lượng. Nhiều loại tật bệnh, tai nạn diễn ra ngoài ý muốn, bác sĩ chê hết tiền, hết thuốc nhưng không hết bệnh. Nhiều khi những cái tai nạn nó diễn ra, những cái trắc trở chông gai nó đến với cái cuộc sống của mình không ngờ trước được. Người thì sống khỏe, sống hạnh phúc, ít bệnh, sống thọ. Người thì bệnh nhiều, chết yếu và không khỏe mạnh. Do đâu? Do cái nghiệp sát sanh của mình nhiều ít ở kiếp trước cũng như kiếp này. Như ông ngoại của con, đến tuổi già, gần đất xa trời, rất là sợ hãi. Ngày đó coi như là đã ra đi là 90%. Vậy mà tụng kinh niệm Phật và phóng sanh rất là nhiều. Trong khoảng hơn 2 tuần liên tục, ông đã vượt qua cơn nguy kịch, sống tới bây giờ thọ gần 90 tuổi, tâm tánh hiền lành lạ thường.
Thì cái việc phóng sanh á, nó giúp mình, như ở trong kinh Dược Sư Phật dạy, người mà thả cứu thân mạng sẽ tránh được hai cái tai ương, đó là một bệnh tật, hai là tai nạn. Còn nếu so sánh cái công đức của việc xây chùa, xây chùa là công đức vô lượng, ai cũng tán thán. Nhưng kinh Chánh Pháp Niệm, tức là kinh nhớ về chánh pháp, Phật dạy rằng xây một ngôi chùa công đức không nhiều bằng cứu một sinh mạng. Vì người làm nên chùa chứ không phải chùa làm nên người. Rất nhiều chùa mà không ai tu không bằng một người tu, mà chỉ cần một chùa. Cho nên cứ được một người có thể họ xây được nhiều chùa, cứ được một con cá có thể ân đức chư Tam Bảo nó quay lại tu hành và xây được nhiều chùa, độ được nhiều người. Nên độ người hơn là xây vật, cứu sinh mạng hơn là chất chứa và xây dựng vật chất. Thứ nữa, ở trong kinh Sai Biệt Nghiệp Báo, Phật có dạy là có 10 công đức rất lớn của việc bố thí, phóng sanh, của việc phóng sanh. Thứ nhất là nếu phóng sanh á, người người đều phóng sanh á, thì tránh được cái nạn đau binh. Không có cái nạn đau binh. Bởi vì sát hại sinh vật để ăn là cái nhân, thì con người sẽ sát hại nhau, chiến tranh là cái quả. Nếu trong đất nước đó có sự sát hại đau binh, mình là người bố thí thì mình tránh được cái nghiệp sát đó của loài người, của đất nước ấy. Rồi thứ hai là mình tránh được cái thiên tai, dịch bệnh và tai nạn. Thứ ba, đối với sức khỏe thì mình sống dai, sống khỏe và ít bệnh. Thứ ba nữa, thứ tư nữa, đối với cái sở nguyện sở cầu thì được như ý. Thứ năm là đối với con cháu thì con bày cháu đóng, tiếp nối hương thạnh. Thứ nữa là đối với công việc thì tăng trưởng và thuận lợi. Thứ bảy là đối với nhân quả là hợp với ý trời, vừa với tánh Phật. Chúng sanh thì nó cảm ơn mình tha khi phóng sanh nó, và chư Phật hoan hỷ. Thứ tám nữa là đối với oan gia trái chủ, nghịch duyên oán hận, khi phóng sanh mình sẽ hóa giải được cái oan kiết đó và chấm dứt được cái nghiệp xấu, và lòng của mình không có lo sợ, bình yên. Thứ chín nữa là hàng ngày thường an ổn, suốt năm được an yên. Thứ 10 là khi chết được sinh thiên, và nếu cầu tịnh độ cũng nhờ công đức đó mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Công đức của việc phóng sanh là vô lượng, khó nghĩ bàn. Nhưng chúng ta phải nhớ có cái điểm lưu ý là phóng sanh không nên biến thành pháp tu, mà không phải là không giữ giới sát sanh. Giữ giới sát sanh rồi mới phóng sanh thì công đức nhiều hơn rất nhiều. Vì phóng sanh thì chỉ có một lần trong ngày, hoặc một ngày trong tuần, trong tháng, trong năm, hoặc cả một đời. Nhưng mà giữ giới sát sanh thì có thể hết một ngày, hết một tuần, hết một tháng, hết một năm, hết một đời. Để so sánh về mặt công đức, cái gì lâu hơn, dài hơn, cái đó công đức nhiều hơn. So sánh về mặt từ bi với chúng sinh thì chúng sinh hàng ngày bị giết nhiều hơn là chúng sinh hàng ngày được cứu. Vậy lớn nhất của lòng từ bi không phải là đi phóng sanh, mà là giữ luôn cái giới không sát sanh. Rồi nữa, chúng ta nghe Phật dạy trong kinh Tăng Chi bộ 3, phần đoạ thể kinh sát sanh, thành tựu được 3 pháp sau đây sẽ sinh thiên. Một là không có sát sanh, hai là khuyên người không sát sanh, ba là tùy hỷ với việc không sát sanh sẽ sinh thiên. Quý vị nghĩ tại sao Đức Phật không khuyên thành tựu 3 pháp là bố thí, là phóng sanh, khuyên người phóng sanh và tùy hỷ với việc phóng sanh? Bởi vì không giữ giới sát sanh mà đi phóng sanh thì điều này nếu không khéo trở thành một điều rất là nguy hiểm ở trong nhà Phật. Vì nếu lòng tham còn, cái gì mà nó tốt thì lòng tham nó rất là dễ dính mắc vào và coi đó như là phiệt, tức là cái gì đó trở nên cực đoan. Cho nên Phật mới dạy
chỉ cho chúng ta cái gì xấu, bỏ cái xấu đó trước rồi mới tu cái tốt, cái thiện sau. Có nghĩa là người ta đem cá, đem chim tới trước cổng chùa ta bán. Là vì sao? Vì nói cái việc phóng sanh là công đức vô lượng. Nhưng người ta không biết rằng công đức vô lượng là do khởi lòng từ bi, vì thương chúng sinh mà phóng sinh, cứu giúp muôn loại, chứ không phải vì lòng tham cho bản thân, ham phước để tái sinh, cõi lành, hoặc là kiếm chút phước hồi hướng cho người thân thương, mà đi mua cá chỗ này, đi thả chỗ kia. Thì mua bán đổi chác nó trở thành thương mại, để cho kẻ lợi dụng lòng tin cũng như là cuồng tín si mê, sẽ biến cái chuyện buôn bán sinh mạng của chúng sinh, thậm chí là con người, làm thành cái trò đổi chác, mua bán như là bao cái nghề để người ta phát triển danh lợi. Thì cái chuyện công đức vô lượng nó cũng trở thành cái tội lỗi vô biên nếu không khéo. Nên Đức Phật dạy không sát sanh là quan trọng hơn là phóng sanh ở chỗ đó. Còn tại sao chúng ta nên phóng sanh, tu tập giữ giới ăn chay vào những cái ngày đặc biệt mùng 1 hay là ngày rằm? Là bởi vì hai ngày đó quan trọng nhất trong tháng. Hai ngày đó trăng sẽ sáng nhất vào ngày rằm, và ngày mùng 1 trời sẽ tối nhất. Vì trăng và trái đất gần với nhau nhất vào hai ngày đó trong tháng. Nước trên trái đất hơn 2/3, nước trên con người của chúng ta cũng hơn 2/3. Mặt trăng thì khô không có nước, thành ra nó có cái lực hấp dẫn nước, làm cho thủy triều tăng lên khi mặt trăng xuất hiện. Và lòng của chúng ta cũng cảm thấy được, cũng cảm nhận được là nước nó sẽ dâng lên trên phần não, tiếp xúc với hệ thần kinh, khiến cho mình nếu như đang ở trong cái trạng thái tỉnh thức thì cũng rất là dễ giác ngộ, giống như Đức Phật đã giác ngộ vào mùa trăng. Nếu như chúng ta đang có cái cảm hứng ái ân thương yêu nhiều ngọt ngào thì chúng ta cũng đi hưởng thụ cái tuần trăng mật. Hoặc là chúng ta đau khổ cái thân do các cái bệnh, cái tâm bất an thì cũng dễ phản ứng bất an điên loạn, giống như là bị bệnh cùi mà có mùa trăng thì hàng mật tử làm thở điên. Nên cái ngày mà bất an tu tập thì công đức nó nhiều hơn. Nhất tu thị, nhì tu nhà, ba mới tu chùa. Một ngày tu của Tây Phương có thể bằng 5-30 ngày, 5-30 năm, chục kiếp gì đó tu ở Tây Phương. Ngày tu ở Ta Bà hơn nhiều lần, nhiều ngày tu của Tây Phương. Bởi vì cái khó mà mình làm được, công đức nó mới lớn. Tức là cái ngày đó tâm của mình bất an, dễ loạn động phản ứng, mà mình giữ giới, tu tập, bố thí, tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện, thì không những mình được công đức lớn, làm việc khó và làm được cái việc khó làm, mà những cái chư thiên phi nhân hộ trì cho trái đất này, họ đi tuần tra tuần hành vào những cái ngày đặc biệt đó, sinh cái tâm hoan hỷ, làm cho người hoan hỷ, công đức của mình cũng lớn thêm. Đó là vì sao chúng ta nếu không tu được những ngày thường thì ít nhất một tháng cũng có những cái ngày đặc biệt để tu tập, và tu những ngày đó công đức sẽ lớn hơn những cái ngày khác. Là bởi vì ngày đó tâm thân của chúng ta khó mà tu tập, làm được việc khó làm, dĩ nhiên công đức sẽ nhiều hơn. Rất kính đại chúng hiểu hành và xin công đức cho mình và cho người. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.